Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Phỏng vấn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn về quy hoạch và xây dựng hạ tầng giao thông. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân các địa phương tập trung xuống đồng gieo cây lúa xuân. Hưng Yên tích cực hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài trong các dòng họ. Tình hình trật tự an toàn giao thông những ngày nghỉ Tết cơ bản ổn định, người dân đã ý thức cao trong việc chấp hành luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, nhất là những tỉnh phát triển mạnh công nghiệp, đô thị, dịch vụ như Hưng Yên. Cùng với quy hoạch thì đầu tư nguồn lực để làm hạ tầng giao thông cũng là đòn bẩy, động lực chính để đón các nhà đầu tư lớn đăng ký vào địa bàn. Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn về các nội dung này. Xác định vấn đề đầu tiên để cho thực hiện trong 5 năm, 10 năm và nhiều năm tiếp theo thì phải có một quy hoạch tốt. Hiện nay thì đối với Hưng Yên thì trước hết mà để thực hiện quy hoạch đó là phát triển hạ tầng, sau đó là ưu tiên phát triển giao thông. Từ giao thông thì công nghiệp mới phát triển, đô thị mới phát triển, thì nó có sự rất logic với nhau. Nếu giao thông không phát triển thì đương nhiên các khu công nghiệp cũng không phát triển. Ví dụ như Hưng Yên, tỉnh ta đầu tiên chỉ có mỗi một con đường 5A chạy qua, thì các huyện trên giáp đường 5A thì rất phát triển. Ví dụ như Văn Lâm, ví dụ như Mỹ Hào và một số huyện lân cận như Yên Mỹ chẳng hạn được lợi ích, tức là tiện ích về giao thông, thì các huyện nó phát triển. Đấy là minh chứng, đấy là thực tiễn. Nếu chúng ta chỉ có một đường 5A thì chúng ta chỉ được mấy huyện trên đó thôi. Như vậy không thể phát huy hết tiềm năng được. Tức là tất cả các nhiệm kỳ, các thế hệ đều có khát vọng, đó là khát vọng phát triển để Hưng Yên phát triển, đời sống của nhân dân nâng cao. Thế nhưng mà cái điều kiện lại rất khó khăn, thì bỏ lấy tiền đâu ra để nào. Nhiệm kỳ này thì với phát huy truyền thống, vẫn một cái tư tưởng ở các nhiệm kỳ khác để lại và vẫn có một khát vọng, đó là khát vọng phát triển. Hiện nay chúng ta có 30 dọc và 80 ngang. 30 dọc thì hiện nay đường nối hai đường cao tốc đấy thì đã cơ bản hoàn thành. Thì dọc cái đường này thì bố trí toàn bộ là phát triển công nghiệp, nó khoảng trên 3.000 hectare các khu công nghiệp nó đưa vào quy hoạch. Cái thứ hai là đường Tân Phúc Vũng Phan, thì cái đường này cũng quy mô một cắt khoảng 60 mét, đầu tư khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Thì dọc hai bên cái đường này thì cũng quy hoạch toàn bộ các khu công nghiệp khoảng 4.500 hectare các khu công nghiệp. Từ quy hoạch này thì các nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau và các nhiệm kỳ sau nữa chúng ta có điều kiện để phát triển công nghiệp. Đây là một việc phát triển công nghiệp để làm sao mà tỉnh Hưng Yên chúng ta nếu có sau này giàu có thì giàu có một cách bền vững. Đây là phát triển nhanh và bền vững, không phải phát triển nóng. Cái thứ ba đó là đường kết nối di sản, thì hiện nay không có gì thay đổi. Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 2 năm chuẩn bị đầu tư, vì cái đây là một dự án rất lớn, dự án nhóm A khoảng gần 10.000 tỷ. Đến giờ phút này thì đã cơ bản là xong và không có gì thay đổi. Là đầu quý 2 năm 2024 này thì tiếp tục khởi công. Mục tiêu con đường này là để phát triển du lịch, đô thị và du lịch, mà chủ yếu phát triển du lịch là chính. Mới đưa vào cái này thôi và mới có làm con đường này thôi thì đã có nhà đầu tư ngay à, đề xuất luôn. Trước đây thì các nhà đầu tư cũng có, với Hưng Yên đó là có một cái tích đó là nhất kinh kỳ như Phú Yên này, muốn làm phát triển du lịch đó thì phải có giao thông đi lại thì các nhà đầu tư mới đầu tư được, thì giao thông mới có đề xuất con đường đấy, thì doanh nghiệp sân trường thì đã đăng ký là làm cái dự án này. Khi mà ta làm quy hoạch để đấy cũng dọc sông Hồng mới là quy hoạch và khu du lịch thể thao này, sân gốp này, đất ở đô thị mới có quy hoạch để tích hợp quy hoạch tỉnh để trình thủ tướng phê duyệt. Và hai là mới có đường giao thông làm đường kết nối sản thì các nhà đầu tư đã tham gia rồi. Đấy là ta nói rằng đấy là cái lợi ích của giao thông là như vậy và lợi ích của quy hoạch là như vậy. Vingroup đã đăng ký 1.300 hectare, trong đó có khoảng 5-6 sân gốc. Đấy, còn lại là khu vui chơi giải trí cạnh dự án là khôi phục phế cổ của sân trường. Cái dự án của sân trường giữ mất dự án tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỷ. Thế còn lại mà khu của Vin ý, mà đề xuất cái dự án dự kiến cũng phải trên 1 tỷ đô, cũng khoảng trên 30.000 tỷ. Còn lại tức là tất cả diện tích sông Hồng của Nghiên nó khoảng 9.500 hectare, thì dân hiện hữu ở đây khoảng 4.000,
thì còn lại nó 5.400, thì chúng ta đã có là 3.000 hecta là hai nhà đầu tư đã tham gia rồi, thế còn 2.400 thì hiện nay là ba nhà đầu tư đã rất muốn vào, tập đoàn Linex này, rồi tập đoàn Kinh Bắc này và tập đoàn Tiên Di này, đây là ba cái tập đoàn rất lớn tiếp tục muốn xin đăng ký ở chỗ này. Còn lại mục tiêu là họ cũng muốn làm chân quốc. Tranh thủ thời tiết ấm dần, những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, nông dân các địa phương đã xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy trên 24.000 ha, phấn đấu năng suất đạt 67,5 tạ một ha, trong đó 100% là lúa xuân muộn, phấn đấu gieo cấy lúa chất lượng cao đạt từ 70% diện tích trở lên, sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn, diện tích khoảng 1.000 ha. Tại các huyện như Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử, các chủ máy đẩy nhanh tiến độ làm đất, nông dân khẩn trương gieo chăm sóc mạ, xuống đồng gieo cấy lúa xuân sau những ngày đón Tết vui xuân. Đến thời điểm này, toàn tỉnh gieo cấy được khoảng 5.000 ha. Tùy từng địa phương, bố trí linh hoạt diện tích gieo cấy cho phù hợp, phấn đấu hoàn thành đúng khung thời vụ không quá ngày 5 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, công tác trồng cây nhân dân hàng năm được tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng. Kết quả trồng cây nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên những năm qua, đặc biệt là năm 2023, đã vượt cao so với kế hoạch đề ra. Đây là hàng cây hoa ban Tây Bắc tại tuyến đường Bắc Đô thị Đại học Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, dài 2.300 m. Hàng cây được trồng tại lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ nhân dân thành phố Hưng Yên tiến hành trồng 230 cây hoa ban Tây Bắc. Giờ đây, hàng hoa ban Tây Bắc đã phát triển và tạo điểm nhấn cho con đường thênh thang rộng mở này. Trước toàn bộ cái tuyến này của chúng tôi là chưa có hàng cây. Thì sau khi được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo về trồng cây, thì hiện nay cái tuyến đường cây của chúng tôi trở thành một cái tuyến đẹp, xanh quang và sạch đẹp. Năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên trồng được 72.000 cây trên 33.800 cây nhân dân các loại, đạt trên 213% kế hoạch tỉnh giao, gồm những cây chính như ban Tây Bắc, bằng Đài Loan, Osaka, Ken Hồng, Bằng Lăng tại 164 tuyến đường và các khu đô thị, khu dân cư mới. Tổng số kinh phí cho trồng cây năm 2023 khoảng trên 50 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ là gần 12 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã trồng vượt kế hoạch. Ngoài trồng cây nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. Cùng với các địa phương, một số đoàn thể đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây bằng các mục tiêu, việc làm cụ thể. Chúng tôi cũng đề ra chỉ tiêu thực hiện từng năm của từng cấp hội, từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, tập trung mở trồng các tuyến đường cây dân sinh. Thứ hai là hỗ trợ vườn cây sinh kế khởi nghiệp. Và thứ ba là phát động mỗi hội viên phụ nữ trồng ít nhất một cây xanh. Đến nay, toàn bộ số cây đã trồng những năm qua tại các địa phương đều sinh trưởng phát triển tốt, có thể khẳng định công tác trồng cây nhân dân được tỉnh chỉ đạo, cả hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự tham gia đông đảo, có hiệu quả từ các cơ quan ban ngành, đoàn thể, chính trị xã hội, từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, số lượng, chất lượng cây trồng đã được nâng lên. Trước đây thì trồng manh mún, tức là cứ mạnh chỗ nào thì trồng chỗ đó, có thể một tuyến đường trồng nhiều loại cây, hoặc là kỹ thuật trồng cũng không được đảm bảo. Đấy, vừa là có thể là trồng trên cát, hoặc là trồng không có cái trống, hoặc là không có tưới tắm, rồi cũng như cái việc bảo quản nó rất là kém, cho nên là cái chất lượng, số lượng cây và cái tỷ lệ sống rất là thấp, cũng như là nó không được đẹp. Thì bây giờ để khắc phục những cái tồn tại đó là chúng tôi xây dựng kế hoạch và có hướng dẫn rất cụ thể cho các cái huyện, thị xã, thành phố, nhất là các cái xã và các cái đơn vị thi công trồng cây, đó là mình trồng một loại cây thôi cho một tuyến đường để nó rất là đẹp, với kích thước đồng đều, khoảng cách thì từ 10 đến 15 mét, thì như thế nào nó cũng rất đảm bảo cái bóng mát. Qua đó, có phần quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, cũng như hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Một mùa xuân nữa lại về, đánh thức những mầm non sau giấc ngủ đông. Vạn vật bừng tỉnh như choàng lên cho đất trời một tấm áo mới. Trong không khí rộn ràng,
đón chào năm mới thật đáng quý khi những người trường thọ xứ nhãn, những người làm cho mùa xuân thêm xuân, vui đón mùa xuân mới, các cụ là những báu vật sống của đất trời, gia đình, dòng họ. Gia đình cụ Nguyễn Ngọc Giao, xã Bệ Sở, huyện Văn Giang là một trường hợp đặc biệt khi cả bốn anh em của cụ đều có tuổi thọ từ 92 đến 101 tuổi. Cụ Giao năm nay 98 tuổi đời, 77 năm tuổi đảng. Đặc biệt hơn, gia đình cụ có 44 người đều là đảng viên. Dù đều ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng các cụ vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ, nhớ được số con cháu của từng nhà. Mình sống lại vui vẻ, không có cái oán hận ai, không có giận hờn với ai cả. Thế thì cái tư tưởng nó thanh thản thì tất nhiên mình không bị tật là mình khỏe thôi. Cũng cứ đắc các cháu là mỗi thời đại và khác. Thế nhưng người ta ở cơ bản là phải có cái tâm. Các cụ đã dạy các câu, ở có đức thì mặc sức là ao. Ra là phải có tâm, không những là đối với gia đình, đối với xã hội. Nên phải có cái lòng thương yêu nhau, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi tuổi có niềm vui khác nhau. Tuổi trẻ có niềm vui của tuổi trẻ, tuổi già có cái vui của tuổi già. Cụ Lê Xuân Quảng ở xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động. Cụ năm nay 98 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi đảng. Cụ Quảng vẫn tự chăm sóc bản thân. Hàng ngày cụ vẫn phụ giúp con cháu những công việc nhẹ nhàng như quét dọn nhà cửa, bóc vỏ ngô, bẻ củ lạc. Mỗi khi con cháu về thăm đông đủ, cụ lại hóa mình kể về những câu chuyện thời trẻ của mình. Nhà tôi là còn bốn cụ sống rất là trường thọ, mà mỗi khi Tết đến đấy thì là tất cả các con các cháu của cụ là quây quần để mừng cụ sống trường thọ. Xuân xanh trăm tuổi vẫn chưa già, mạnh khỏe vui tươi ngắm nước nhà, càng vui càng khỏe càng trẻ mãi. 101 tuổi vẫn chưa già, đó là tuổi của cụ Trần Văn Nghiễn. Thật đáng quý khi cụ là một trong năm người thọ từ 100 đến 105 tuổi ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Cụ vẫn khỏe mạnh, nước da hồng hào. Cụ vẫn nhớ như in về việc cụ theo du kích đánh Tây cùng với người vợ Tảo Tần nuôi 10 người con khôn lớn. Hai người con trai yêu nước cầm súng đánh giặc, một người con vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Trên địa bàn xã Hùng Cường đến nay thì có 44 cụ từ 90 đến 108 tuổi. Hàng năm thì chuẩn bị Tết đến xuân về thì đối với đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân đến thăm hỏi, tặng quà, động viên đối với các cụ để các cụ sống vui, sống khỏe. Hưng Yên hiện có trên 34.000 người cao tuổi, được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành ủy và các xã, phường, thị trấn, toàn thể nhân dân và con cháu trong gia đình trân trọng chúc mừng trường thọ và tặng quà với tổng số tiền trên 11,8 tỷ đồng. Vì lẽ đó, xuân này đẹp hơn, đầm thắm hơn và cũng nhiều niềm vui hơn. Sáng nay tại Văn Miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức triển lãm thư pháp, hát ca trù và trò chữ đầu xuân. Hoạt động trên được tổ chức mỗi khi Tết đến xuân về nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tham gia triển lãm có câu lạc bộ Hán Nôm, huyện Văn Lâm, đội ca trù thôn Đầu Đặng, xã Trung Nghĩa cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tại triển lãm, hoạt động xin cho chữ đầu xuân cùng các tiết mục hát ca trù diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách tham gia. Triển lãm thư pháp cho chữ đầu xuân diễn ra đến hết ngày mùng 5 Tết. Cùng ngày, tại Văn Miếu Xích Đằng đã diễn ra lễ trao giải cho 122 em học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 ở các bộ môn văn, sử, địa, toán, lý, hóa, tiếng Anh. Phần thưởng trên là nguồn động viên nhằm động viên khích lệ các em chăm chỉ rèn đức luyện tài và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc. Cùng chung với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đang đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 với niềm hân hoan, phấn khởi khi đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Để thu được những trái ngọt đó, không thể thiếu sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên và các em học sinh. Năm học 2023-2024 là năm thành công rực rỡ của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Hưng Yên khi mang về 60 giải, tăng 25 giải so với năm học trước. Đây cũng là năm học không thể quên với đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử. Dưới sự hướng dẫn bồi dưỡng của cô giáo Ngô Thị Mơ, 100% thành viên của đội tuyển đều đoạt giải, trong đó có 3 giải nhất là Tạ Thị Ngọc Lê, Đặng Phương Nam và Phạm Thị Thương.
Nếu không đam mê thì chúng ta sẽ rất dễ cảm thấy môn lịch sử chỉ là một môn học thuộc và rất là nhàm chán. Bọn em sẽ vận dụng những khả năng logic cũng như là tư duy của mỗi cá nhân để có thể làm một bài sử một cách hoàn thiện nhất. Lê Quang Huy, lớp 11A5, là một trong những học sinh nổi tiếng tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Mỹ Hào, khi vừa giành vòng nguyệt quế tuần cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Năm học 2022-2023, Huy giành giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học và giải triển vọng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học. Không chỉ là học sinh xuất sắc học tốt tất cả các môn học, Huy luôn hòa đồng và giúp đỡ các bạn học. Em đã dành phần lớn số tiền thưởng để chia sẻ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Với những thành tích tiêu biểu trong học tập, Huy đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh, cấp trung ương. Em nghĩ là em cần tích cực tham gia hoạt động, các hoạt động trên trường, các hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ trong trường và có thể là tham gia những cái hoạt động thiện nguyện của đoàn nữa để có thể đóng góp những cái giá trị cho cộng đồng ạ. Sự thành công của các thế học trò không thể thiếu những người thầy truyền lửa như cô giáo Nguyễn Vũ Anh Tuyết, trường Trung học phổ thông chuyên Hương Yên. Các nhóm học sinh do cô Tuyết hướng dẫn năm nào cũng đoạt giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh phổ thông, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh và được lựa chọn đại diện tỉnh Hương Yên thi cấp quốc gia. Đặc biệt sản phẩm Headmouse đã vượt qua đại diện đến từ hơn 30 quốc gia để giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic sáng tạo và phát minh thế giới 2023. Tôi không đặt quá cao về cái việc mà các bạn sẽ có những cái thành tích về giải thưởng này nọ. Hy vọng là qua những cái đề tài nghiên cứu như thế, các bạn sẽ học hỏi được từ các nhà khoa học về cái kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, cách mà trao đổi vấn đề, tích lũy được rất là sớm một cái lượng kiến thức khoa học mới mẻ. Không chỉ có cô Tuyết, em Huy và gần 400.000 giáo viên và học sinh trên toàn tỉnh vẫn đang không ngừng nỗ lực học tập nghiên cứu, góp phần làm rạng rỡ những trang vàng truyền thống hiếu học của quê hương Hương Yên. Với nhiều cách làm hay sáng tạo, phong trào khuyến học khuyến tài ở trong dòng họ trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương. Trong số đó phải kể đến phong trào khuyến học khuyến tài ở dòng họ Trần Huy, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hương Yên. Dòng họ Trần Huy đến nay trải qua 19 đời, gồm hai chi với hơn 100 hộ gia đình, theo gia phả dòng họ năm Bất Tỵ 1722. Cụ Trần Bá Thuần, Đỗ Hương Cống được bổ nhiệm làm chi huyện Bất Bạt, Xuân Tây, sau được thăng làm phó sứ Phố Hiến. Từ đó đặt nền móng cho giáo dục khoa cử của dòng họ. Phát huy truyền thống hiếu học của tổ tiên, nhiều thành viên trong dòng họ đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Bảng vàng thành tích của dòng họ đến nay có một phó giáo sư, 6 tiến sĩ cùng hàng trăm thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, cử nhân trong nhiều ngành lĩnh vực. Hàng năm, mỗi dịp xuân về, dòng họ đều tổ chức gặp mặt báo công với tổ tiên những thành tích đã đạt được trong năm qua. Năm 2004, dòng họ đã xây dựng quỹ khuyến học nhằm khích lệ, động viên và thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong các gia đình. Hiện quỹ đã huy động được trên 200 triệu đồng. Dòng họ chúng tôi luôn luôn căn dặn các cháu để cố gắng vươn lên để có cái thành tích học tập tốt nhất để làm sao con cháu như vậy là phát triển và làm kinh tế giỏi. Mùng 4 tháng Giêng, họ chúng tôi mở cửa nhà thờ để con cháu ở mọi miền quê trở về báo công cái thành tích học tập của các cháu. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng nay thôn Công Luận, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang tổ chức khai mạc lễ hội vật truyền thống. Hội vật truyền thống đầu xuân làng Công Luận hàng năm được tổ chức không chỉ thu hút đông đảo các đô vật trong thôn tham gia mà còn ở các vùng lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Tại đây, các đô vật thi nhau trổ tài, mang đến cho người xem những pha vật ngoạn mục kỹ thuật hấp dẫn. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ. Qua lễ hội vật truyền thống đã giúp các thanh niên trai tráng trong làng được giao lưu, học hỏi, đồng thời rèn luyện sức khỏe, thể lực để lao động học tập tốt hơn. Trong 6 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định. Ghi nhận trong ngày mùng 4 Tết, trên các tuyến đường trọng điểm ở tỉnh Hưng Yên, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên quốc lộ 5A, quốc lộ 39A, quốc lộ 38 và tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, trong buổi trưa ngày 4 Tết, mật độ phương tiện tham gia giao thông khá lớn nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông luôn ổn định. Sau lưng tôi là cái nút giao quốc lộ 38B và đường nối đường cao tốc. Như quý vị thấy thì các phương tiện rất là đông đúc dưới sự kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông. Xác định đây là nút giao có mật độ phương tiện lớn nhất khu vực thành phố Hưng Yên,
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí cán bộ trực hướng dẫn giao thông tại đây. Anh Phạm Văn Quyền, sinh ra và lớn lên tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, hiện đang định cư tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chia sẻ: mỗi năm đưa vợ con về quê ăn Tết, khi về đến Hưng Yên, anh rất ngỡ ngàng trước sự thay đổi của quê hương, đặc biệt là hệ thống giao thông không ngừng được đầu tư nâng cấp, rất hiện đại và thuận lợi cho việc đi lại. Mỗi năm thì bọn tôi cũng về thăm ông bà, những ngày Tết nhất thăm quê một lần. Và nói chung tôi đánh giá về cái đường xá đi lại của Hưng Yên mình rất thuận tiện. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 6 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người và bị thương 9 người. Việc tăng cường chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm giảm số vụ tai nạn giao thông. Hiện đang là thời điểm mọi người dân trở lại các tỉnh thành phố để làm việc và học tập, nên lưu lượng người tham gia giao thông dự báo rất lớn. Do đó, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông, mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình và mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.